Top 3 sân vận động lớn nhất Triều Tiên. Sân vận động Yangdakdo là một sân vận động đa năng nằm trên đảo Yangdak ở thủ đô Bình Nhưỡng. Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 17 tháng 4 năm 1987 và chính thức khai trương vào ngày 18 tháng 5 năm 1989. Kinh phí xây dựng sân vận động này là 91,4 tỷ won Hàn Quốc. Với thiết kế 4 khán đài đầy đủ, được bao phủ bởi mái tre, sân vận động Yangdakdo có sức chứa 30.000 khán giả. Mặt sân Yangdakdo sử dụng cỏ nhân tạo, giống như đa phần các sân vận động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Từ năm 2017, sân vận động này bắt đầu quá trình cải tạo để biến nó thành một sân vận động bóng đá chuyên dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công việc cải tạo vẫn chưa hoàn thành. Trước khi được cải tạo, sân vận động này từng là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia nam và nữ của Triều Tiên, cùng với một số câu lạc bộ bóng đá. Sân vận động Kim Nhật Thành nằm ở vị trí trung tâm nhất của Bình Nhưỡng, được xây dựng 97 năm trước, chỉ cách sân vận động Mùng 1 tháng 5 1,3 km về phía đông. Công việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào năm 1922 và chính thức khai trương vào ngày 24 tháng 9 năm 1926. Tên gọi ban đầu của nó là sân vận động Jirimri. Năm 1969, sân vận động được cải tạo mở rộng và trở thành sân vận động quốc gia của Triều Tiên với sức chứa lên đến 70.000 khán giả. Sau lần cải tạo đầu tiên, sân vận động được đổi tên thành Moranbon. Đến năm 1982, sân vận động lại được cải tạo một lần nữa với quy mô lớn hơn. Chi phí cho lần cải tạo này là 532,5 tỷ won Hàn Quốc. Kể từ đây, nó chính thức được đặt tên là Kim Nhật Thành để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của cố lãnh tụ Triều Tiên. Năm 2016, toàn bộ khán đài sân vận động Kim Nhật Thành được lắp đặt ghế đơn, sức chứa của sân vận động giảm xuống còn 40.239 khán giả. Toàn bộ khán đài cũng được bao phủ bởi mái tre, trong khi mặt sân sử dụng cỏ nhân tạo. Chân dung kích thước lớn của hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật được đặt trên đỉnh phía ngoài sân vận động là điểm nổi bật của sân bóng này. Sân vận động Kim Nhật Thành là sân nhà của các đội tuyển bóng đá quốc gia nam và nữ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cùng một số câu lạc bộ bóng đá tại Bình Nhưỡng. Triều Tiên chính là quốc gia sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay, nếu không tính các sân vận động cricket. Đó là sân vận động Mùng 1 tháng 5 Jungrado. Nó được khởi công xây dựng vào năm 1986 trên khu đất rộng 20,7 hecta tại đảo Dungra, Bình Nhưỡng. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 1 tháng 5 năm 1989 với kinh phí xây dựng 687,4 tỷ won Hàn Quốc. Sân vận động Mùng 1 tháng 5 Jungrado được ra đời như một động thái phản ứng mang tính cạnh tranh của Triều Tiên với Hàn Quốc khi xây dựng sân vận động Olympic Seoul. Khi mới mở cửa, sức chứa của sân vận động này lên đến 150.000 khán giả. Yếu tố ngoạn mục nhất của sân vận động là mái của nó. Mái tre hình con sò có diện tích lên đến 94.000 m², 11.000 tấn thép tạo thành 16 vòm được sắp xếp thành một vòng tròn và giống như một bông hoa mộc lan. Chúng trải dài 60m bên trong sân vận động và 40m ra ngoài. Toàn bộ công trình cao 60m. Mái tre độc đáo này đã được trao giải nhất trong triển lãm quốc tế về phát minh của Geneva năm 1988. Năm 2014, sân bắt đầu được cải tạo và mở cửa trở lại vào năm 2015. Sức chứa của sân vận động giảm xuống 114.000 khán giả như hiện nay. Khán đài sân vận động Mùng 1 tháng 5 Jungrado tạo thành hai vòng lớn. Toàn bộ khán đài được lắp đặt ghế đơn mang các màu sắc của quốc kỳ Triều Tiên. Mặt sân Mùng 1 tháng 5 Jungrado cũng sử dụng cỏ nhân tạo. Sân vận động này rất hiếm khi tổ chức các trận đấu bóng đá. Hoạt động chủ yếu tại đây là lễ hội Arirang diễn ra hàng năm.